Những từ sẽ khiến bạn bất ngờ khi gặp nó trong đề thi VGT nhé. Từ thứ nhất, 勉強する. Chúng ta thường chỉ nhớ nghĩa của nó là học, đúng không ạ? Nhưng khi trao đổi với đối tác, nếu như các bạn nghe thấy đối tác nói với câu là もうちょっと勉強して thì đừng vội nghĩ rằng người ta đang bảo chúng ta hãy học thêm đâu nhé. Mà lúc này 勉強する sẽ được sử dụng để chỉ ý nghĩa là giảm giá. Giảm giá cho chúng tôi một chút đi. もう少し勉強してもらえませんか? もう少し勉強してくれないか? Cách nói này thì hoàn toàn bằng với những cách nói thông dụng khác, ví dụ như là もうちょっと安くなりませんか? もう少し値引きできないですかね? Cụm từ thứ hai, 持ちます. Đây là cụm từ mà chúng ta đã học từ phần sơ cấp đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta nghe thấy người ta nói như thế này thì thử đoán nghĩa là gì nhé? 支払いは私どもが持ちます. Lúc này thì không phải với nghĩa là tôi sẽ mang đi đâu, mà với nghĩa là mình sẽ thanh toán. Ví dụ như là khi mà chúng ta tiếp đãi đối tác chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng lịch sự là cái phần trả tiền thì bên em xin phép được trả tiền. Ấn follow để theo dõi những bài học tiếp theo nhé. Bye bye!